ta sẽ tiếp nối bài học lần trước, đấy là giới thiệu bản thân một cách chi tiết hơn. Bài giới thiệu về bản thân qua các thông tin mà chúng ta đã học ở bài trước như name, age, hometown, occupation và hobby. Vậy thì để giới thiệu bản thân chi tiết hơn thì chúng ta giới thiệu về những thông tin nào? Chúng ta sẽ giới thiệu về những thông tin như là điểm mạnh, điểm yếu của mình cũng như là những mục tiêu hay ước mơ của mình. Vậy khi mà giới thiệu bản thân một cách đầy đủ như vậy thì sẽ rất ấn tượng phải không nào? Vậy làm thế nào để chúng ta giới thiệu về điểm mạnh cũng như điểm yếu của chúng ta? Đối với điểm mạnh là strength, người khác sẽ thường hỏi chúng ta là what's your strength? Cái điều này chúng ta thường hay bắt gặp khi mà chúng ta đi phỏng vấn. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể dùng để giới thiệu bản thân mình đối với một người mà chúng ta mới quen, để họ và chúng ta hiểu nhau hơn. Thì bạn sẽ giới thiệu rằng my strength is, ví dụ điểm mạnh của tôi là tiếng Anh thì tôi sẽ nói là my strength is English. My strength is English. Còn điểm yếu, bạn sẽ dùng cấu trúc tương tự my weakness is. Và nếu như mà nhiều những điểm yếu của tôi là, thì nhớ thêm số nhiều vào đằng sau my weaknesses are là xong. Ví dụ như điểm yếu của tôi là nói quá nhiều. My weakness is talking too much. My weakness is talking too much. Điểm yếu của tôi là nói quá nhiều như vậy. Nhưng mà trong thực tế khi mà giao tiếp thì bạn lưu ý, thường thì chúng ta sẽ được hỏi là điểm mạnh của bạn là gì, điểm yếu của bạn là gì, mục tiêu của bạn là gì trong một cuộc phỏng vấn. Còn đối với giao tiếp thực tế, chúng ta học để biết và để nhạy bén hơn khi mà chúng ta bước vào cái tình huống thực tế. Ví dụ như chúng ta nói rằng I'm not really confident, I'm not really confident. Tôi không thực sự tự tin. Thì người đối diện chúng ta có thể hiểu đấy là điểm yếu của chúng ta rồi, mà không nhất thiết phải cứng nhắc rằng my weakness is that I'm not really confident. Điểm yếu của tôi là tôi thực sự là không tự tin. Bạn hiểu không ạ? Vì vậy mà hãy nhớ là thực sự linh hoạt khi trường hợp nào chúng ta dùng cái gì. Nhưng mà điều quan trọng nhất thì bạn vẫn phải dám nói. Khi mà nhắc đến cái điểm mạnh hay điểm yếu thì bạn dám nói cái đã, và không quan trọng đúng sai. Qua bài học này thì chúng ta biết cách để bày đạt, bày tỏ cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Và bạn dám nói thì đấy là cái bước đầu thành công rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với long goal, mục tiêu dài hạn, và short goal, mục tiêu ngắn hạn. Đây sẽ là ghi điểm trong khi bạn đi phỏng vấn. Và đối với những người bạn khi mà chúng ta gặp ngoài đời sống mà nói về mục tiêu của chúng ta, những người mà chung mục tiêu, chung chí hướng thì thường trở thành bạn thân, đúng không nào? Bởi vì đừng ngại khi mà đưa cái chủ đề mục tiêu của bạn là gì, ước mơ của chúng ta là gì vào một số cái đoạn hội thoại khi mà giao tiếp trên thực tế. Và my short goal is, hoặc my long goal is, mục tiêu ngắn hạn của tôi là, mục tiêu dài hạn của tôi là, như vậy là ok rồi. Ví dụ như mục tiêu ngắn hạn của tôi là giúp cho 100 bạn học sinh nói được tiếng Anh. My short goal is helping 100 students to speak English. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là giúp cho 100 bạn học sinh nói tiếng Anh. Và mục tiêu dài hạn của tôi là trở thành một chuyên gia về phát triển bản thân chẳng hạn. My long goal is becoming a personal development trainer. Mục tiêu dài hạn của tôi là trở thành một cái người đào tạo về phát triển bản thân. Ví dụ như vậy. Và tùy vào cái mục tiêu và ước mơ của bạn mà bạn thêm vào cấu trúc my short goal is hoặc my long goal is. Và dù là mục tiêu ngắn hạn hay mục tiêu dài hạn thì nó chung quy về là những mục tiêu và ước mơ. Bạn hoàn toàn có thể thay rằng my dream is becoming a personal development trainer. Mục tiêu, ước mơ của tôi là trở thành một người đào tạo về phát triển bản thân. Bạn hiểu chứ? Vì vậy mà qua cái bài học này thì bạn đã có thể bao quát hơn được rất nhiều thông tin là sở thích, điểm mạnh, điểm yếu và cũng như là ước mơ của mình, kết hợp với 5 thông tin mà chúng ta đã học ở bài trước. Vậy thì dù là bạn đi phỏng vấn hay trong thực tế thì bạn đã có rất nhiều thứ để nói xung quanh về bản thân mình rồi, đúng không nào? Và khi mà đi thực và khi mà bạn được hỏi một cái câu hỏi bao quát, ví dụ như can you introduce something about yourself, bạn có thể giới thiệu một vài điều về bản thân mình chứ, thì chúng ta đã có một kho tàng thông tin từ tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích cho đến ước mơ và mục tiêu để giới thiệu cho họ rồi, phải không nào? Vì vậy mà qua cái bài học này, bạn đã có thể sử dụng nó khi mà đi phỏng vấn một cách căn bản, hay là bạn có thể dùng nó để nói về bản thân mình trong những đoạn hội thoại. Tuy nhiên thì bạn không thể nào mà dập khuôn, tức là sử dụng hết tất cả các thông tin mà tôi đưa ra, mà hãy dùng nó tùy vào trường hợp. Đoạn hội thoại này bạn có thể giới thiệu về sở thích, về tên, về quê quán của mình. Đoạn hội thoại kia với người kia bạn nên nói về ước mơ và những mục tiêu. Vì vậy mà chúc các bạn trở nên khéo léo và sử dụng cái chủ đề này
giới thiệu về bản thân một cách nó phù hợp và thật hiệu quả. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này và hẹn gặp các bạn vào chủ đề tiếp theo.